Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đã kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mỏ nha.
Vậy là mình đã tô màu xong nhé các bạn.